Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục vị ngày mới trong buổi sáng ngày hôm nay với câu chuyện được kể từ một vị khách mời của chúng tôi. Thưa quý vị, mọi người hay nói rằng những người nghệ sĩ là những người may mắn khi trong cuộc sống họ có được nhiều cảm giác thăng hoa, những rung cảm đặc biệt mà ít người có được. Tuy vậy, đằng sau những khoảnh khắc đó là cả một sự lao động, dấn thân, tận tâm và sáng tạo không ngừng. Mời quý vị cùng đến với khách mời của chúng tôi ngày hôm nay để trò chuyện với một nghệ sĩ như vậy quý vị nha. Sao Mai Quỳnh Anh là cái tên được xuất hiện từ năm 2019 sau khi Quỳnh Anh, cô ca sĩ miền Trung đầy nghị lực, đã vượt qua nhiều thí sinh để giành giải Á quân Sao Mai 2019 dòng nhạc dân gian. Từ một giáo viên mầm non tại quê nhà đến một nghệ sĩ bước vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp đã cho thấy tình yêu, đam mê và khát khao âm nhạc luôn cháy bỏng của cô gái 9X này. Nhưng không dừng lại ở đó, đầu năm 2023, khán giả ngạc nhiên đến bất ngờ khi Quỳnh Anh xuất hiện cùng Jazz ở sản phẩm âm nhạc chính thức đầu tiên của mình mang tên 199X. Không còn một Quỳnh Anh đầy ngọt ngào, uyển chuyển trong những khúc hát dân ca, thay vào đó là một sức trẻ, một cá tính mạnh mẽ cùng dòng nhạc Jazz đầy ngẫu hứng, ấn tượng. Cô phiêu cùng Jazz, cháy cùng Jazz, như đó mới chính là bản ngã của mình. Và cô chọn hát Jazz trên những ca khúc Việt thân thuộc, xưa cũ để càng khẳng định rằng âm nhạc là thứ không thể thiếu trong đời sống con người, một thứ dưỡng nuôi và làm giàu cảm xúc của con người. Và với Quỳnh Anh, điều đó còn ý nghĩa hơn khi mọi sáng tạo đã giúp cô càng thấy yêu thêm văn hóa Việt. Khi Quỳnh Anh lựa chọn nhạc Jazz thì đối với bất kỳ điều gì thì mình nói rằng là còn quá sớm để kết luận. Nhưng cái lựa chọn của Quỳnh Anh đến với nhạc Jazz nó đã là một cái lựa chọn đáng khâm phục, và mình rất vui mừng vì điều đấy, vì cá tính nghệ thuật này, giọng hát này, cái sự thông minh khi xử lý tác phẩm này, tất cả Quỳnh Anh đều có, và chừng đó là đủ để bạn ấy bắt đầu với nhạc Jazz. Quỳnh Anh là một người hát rất là có nhạc cảm, mà giọng màu đẹp. Và em ấy cũng rất là thông minh trong khi tập bài hoặc là có cái sáng tạo trong bài hát. Vừa rồi em ấy ra một cái đĩa hát về nhạc ra thì đấy là cũng là một cái điều rất là đáng khen. Dù sao em cũng đã có một cái bước ngoặt, dám làm những cái điều đấy. Chưa bao giờ ngại khó, ngại khổ trong hành trình cuộc đời vốn nhiều ngã rẽ, bước ngoặt. Tất cả những điều đó chỉ càng làm cho nghệ sĩ Quỳnh Anh biết trân trọng hơn mọi thứ, để rồi từ đó tự góp nhặt và tiếp thêm sức mạnh, sự nỗ lực cho chính đam mê của mình. Và với cô, đó chính là giá trị cuộc sống mà một người trẻ đang may mắn có được.
chương trình sau.